ngậm đắng nuốt cay, sen hồng trong lửa. Hỡi các vị thiện tri thức, thấm thoát vạn Phật thánh thành đã trải qua 10 năm rồi. Trong thời gian 10 năm đó, chúng ta đã từng đối diện với biết bao là gian nan khốn khổ, trùng trùng vô tận. Nhưng tôi đã không đi các nơi để phan duyên hay cầu cạnh. Tôi cũng không tìm mọi thủ đoạn để kết giao với xã hội, hoặc xã giao với các nhà quan chức, hoặc lấy lòng những người quyền quý. Có người giới thiệu tôi tới diện kiến thống đốc tiểu bang California và tổng thống Hoa Kỳ, nhưng tôi đều từ chối. Không biết quý vị còn nhớ chăng? Vào năm 1979, lúc Vạn Phật Thánh Thành làm lễ khai mạc, có hơn mấy trăm người từ Mã Lai đến. Ngoài ra, lại còn có các vị thiện nam tín nữ từ các nơi như Hồng Kông, Đài Loan, San Francisco, Los Angeles cũng đến dự pháp hội. Tổng cộng cũng có tới vài ngàn người. Ngày hôm đó, câu gì mà tôi nói trước nhất với mọi người, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi nói, cả đời tôi rất coi thường những người có tiền. Vì sao vậy? Bởi vì các vị có bao nhiêu tiền, thời các vị có bấy nhiêu nghiệp tội theo sao? Nghe tôi nói như thế, có hơn cả trăm người đến từ Mã Lai bèn muốn tranh cãi với tôi. Họ nói, chúng tôi đến đây để ủng hộ thầy, vậy mà thầy còn mắng chúng tôi nữa. Chúng tôi đều là người có tiền, nếu nói vậy là không đúng rồi. Họ muốn nói đạo lý với tôi, nhưng lại không dám công khai. Họ bèn đi thỉnh giáo vị đoàn trưởng kiêm cố vấn của họ là Pháp Sư Đạt Ma Nang Đà. Pháp Sư Đạt Ma Nang Đà sau khi nghe chuyện, Pháp Sư bèn quở trách họ. Quý vị đã sống đến 70-80 tuổi rồi, nhưng đối với sự việc như vậy mà cũng vẫn không phân biệt được đúng sai. Lúc bấy giờ tôi ngồi bên cạnh Pháp Sư tuyên hóa, tôi cũng đã nghe mỗi một câu Ngài nói đều là chánh pháp. Nếu quý vị muốn tranh cãi với Pháp Sư tuyên hóa, vậy tôi không thể ở chung trong nhóm quý vị nữa. Hoặc là quý vị đi, hoặc là tôi đi. Thấy vị cố vấn của họ phản ứng như thế, họ mới không đến tranh cãi với tôi. Pháp Sư Đạt Ma Nang Đà đến dự pháp hội lần đó là để nhận bằng vinh dự tiến sĩ của Đại học Pháp Giới. Phàm hễ ai đến Vạn Phật Thánh Thành thì nên đem ra một phần công sức của mình để đảm nhận một số trách nhiệm. Tôi vốn hai bàn tay trắng, nghèo xác nghèo xơ. Tôi đã trải qua không biết bao nhiêu gian nan khốn khổ mới sáng lập được Vạn Phật Thành. Nhưng tôi không bao giờ than khó khăn hoặc cầu xin người tiếp viện, mà cũng không đi hóa duyên kêu gọi quyên góp. Bây giờ tôi đã thoái vị về hưu, thầy phương trưởng mới lên nhậm chức. Về sau ông ta làm gì thì làm, tôi không quản đến. Bởi vì bất kỳ tại vị, bất mưu kỳ chánh. Không còn tại chức thì khỏi lo việc chánh quyền. Các vị cư sĩ, khi đã đến Vạn Phật Thành rồi, chớ nên tìm tiện nghi hay lợi dụng cảnh nhà chùa. Hoặc mình có lòng tham, so ra còn nhiều hơn người xuất gia. Cả ngày cứ niệm chú tham và chú tranh, rồi bảo là Vạn Phật Thành đối với quý vị không có từ bi. Quý vị đến Vạn Phật Thành mà để tham, để tranh, vậy là quý vị đã tìm lầm đối tượng rồi. Phàm người nào quy y tôi nên tự nghĩ rằng Vạn Phật Thành sẽ cho mình bao nhiêu, còn mình sẽ cống hiến cho Vạn Phật Thành bao nhiêu. Đừng đến đây để chỉ trích rằng Vạn Phật Thành đối xử tệ với quý vị. Vậy rốt cuộc là quý vị cống hiến cho Vạn Phật Thành được bao nhiêu rồi? Một khi quý vị hiểu rõ được điều này thì trong lòng quý vị mới được yên. Giảng ngày 5 tháng 7 năm 1986. Muôn chết ngàn sống trăm mài luyện, vạn tử thiên sanh bách ma luyện. Nghĩa là
muôn chết ngàn sống trăm mài luyện. Đây là câu đối liễn nói về cuộc đời tôi. Tôi đã trải qua trăm ngàn cay đắng mới có được vạn Phật thánh thành, cho nên quý vị đừng phá hủy nó. Đến năm 15 tuổi tôi mới đi học và học cách viết đối liễn. Tôi rất ưa thích môn đối liễn này. Ngay từ ban đầu, tôi đã cảm thấy thân thiết với nó rồi. Lúc bấy giờ, toàn ban trong lớp tôi có trên 30 học sinh. Khi họ làm câu đối không ra, họ đều tìm tôi giúp đỡ. Tôi bèn bắt chước theo nét chữ của họ mà làm câu đối giùm họ. Việc làm này không những đã huấn luyện lối suy nghĩ của tôi, mà tâm tư tôi cũng được mở rộng thêm ra. Tôi đi học được nửa năm lúc 15 tuổi, rồi đến 16, 17 tuổi, tôi học được 2 năm liền. Tôi học tứ thư, ngũ kinh tại trường tư thục. Năm 18 tuổi là tôi bắt đầu dạy học. Một mình tôi dạy hơn 30 học sinh và tôi chia sẻ hết cho họ những gì tôi đã học. Học sinh đều là con em của những gia đình nghèo khó, cho nên tôi có nghĩa vụ dạy họ. Một ngày kia, trong nhóm hơn 30 học sinh này, bỗng nhiên có khoảng 20 em phát bệnh dương mao đinh, tức là mục nhọt lông dê. Nói tới loại bệnh này là ai nấy cũng đều sợ khiếp vía, vì nếu không trị bệnh kịp thời, nhất định trong 3 ngày sẽ chết. Còn nếu biết trị, bệnh sẽ khỏi ngay tức khắc. Bệnh này lúc vừa mới phát thì đầu đau rất khó chịu. Hồi đó tôi biết trị bệnh này, tôi dùng một que diêm ấn ngay vào miệng của mục nhọt trên ngực. Nếu nó lõm xuống mà không phình trở lại thì biết đó là bệnh nhọt lông dê, và phải lập tức dùng dùi đâm vào thịt và khều ra phía trước, rồi dùng dao cắt bỏ miếng thịt đó. Chúng ta sẽ thấy trong miếng thịt đó có rất nhiều lông, còn chỗ bị mổ chỉ rịn ra chút ít máu thôi. Nhất định là phải chữa trị theo phương pháp đó. Nhọt phía trước ngực thì khều ra 7 lần, mục phía sau lưng thì khều ra 8 lần. Quý vị sẽ hỏi là tại sao phải làm như thế? Đừng hỏi tôi. Tôi ham học nhưng tôi không cầu hiểu sâu xa. Tôi cũng không biết vì duyên cớ gì, nhưng hễ khều ra như thế rồi thì bệnh sẽ lành hẳn. Tôi có một chú học sinh rất dễ thương. Nó chẳng những biết giữ đúng quy củ mà còn chăm học, thông minh lại biết chuyện. Tôi chọn nó làm trưởng lớp và cũng lo nuôi dưỡng dạy dỗ nó. Chú bé cũng mắc bệnh lông dê này. Có câu nói rằng quan tâm tắc loạn, khi lo lắng quá ắt sanh rối loạn. Vì quá quan tâm cho tình trạng của nó mà tôi trở nên sốt ruột. Rồi chiều hôm đó, sau khi tan học, chính tôi cũng mắc bệnh này. Bệnh này cũng có quỷ, có vi trùng truyền nhiễm. Người ở vùng núi non mà mắc bệnh này thì chết rất mau. Người khác bị bệnh thì tôi có thể mổ xẻ, nhưng tôi không thể tự cầm dao để cắt thịt mình. Tôi có thể tự mổ mục nhọt phía trước, nhưng không thể làm được ở phía sau lưng mình. Bây giờ biết làm sao đây? Đầu tôi đau nhức như sắp nổ tung ra. Tôi tự nghĩ, mình muốn hiến thân cho Phật giáo, nhưng bây giờ lại mắc bệnh như thế này, nhất định là phải chết thôi. Bởi vậy, tôi bắt đầu nói lời ma quỷ, mà cũng có thể nói những lời thần thánh hoặc lời Bồ Tát. Quý vị nghĩ sao thì nghĩ, vì cũng có thể là tôi nói lời hồ đồ hay lời đàm tiếu vậy. Tôi thầm nghĩ trong lòng, mình hiến thân cho Phật giáo, nếu Phật không dùng thì mình chết đi cũng cam. Còn nếu có thể dùng mình, thì dù cho mình không thể khều một nhọt ra được, nhưng bệnh này cũng sẽ lành lặn mà. Nghĩ thế rồi tôi miễn cưỡng ngủ thiếp đi. Ngủ một lúc tôi giật mình tỉnh dậy vì như bị nghẹt thở. Tôi ngủ mà cảm thấy đầu óc mình to lớn ra, lại khó thở.
như có gì vương vướng trong cuống họng. Tôi ráng sức ho và khạc ra một cục lông. Sau đó, bệnh mục lông dê của tôi không cần mổ xẻ mà cũng khỏi. Đó là lần thập tử nhất sanh khiến tôi xém chết. Hôm nay tôi nói với quý vị nghe về duyên khởi của câu đối liễn muôn chết ngàn sống trăm mài luyện như trên. Bây giờ tôi đã về hưu, nếu nhớ được chút nào thì tôi kể lại cho quý vị nghe chút nấy vậy. Giảng ngày 6 tháng 7 năm 1986. Học giới luật như thế nào? Hỏi: chúng con hy vọng sư phụ sẽ chỉ dạy chúng con làm thế nào để chánh pháp được trụ thế lâu dài. Đáp: nếu quý vị có thể không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, vậy là làm cho chánh pháp trụ thế đó. Hỏi: chúng con không biết phải học giới luật như thế nào. Đáp: lục đại tông chỉ của vạn Phật thánh thành là giới luật đấy. Tức là không tranh thì không phạm giới sát. Vì sao phải sát sanh? Bởi vì muốn tranh, anh tranh tôi đoạt thì sanh ra hành vi giết người, phóng hỏa. Không tranh thì không sát, như vậy là giữ được giới không sát sanh. Không tham thì không phạm giới trộm cắp. Tại sao muốn trộm cắp? Tham muốn vật của người làm của mình, nếu không tham thì có thể giữ được giới không trộm cắp. Không cầu thì không phạm giới dâm. Người nam truy tìm người nữ, đó là cầu. Người nữ truy tìm người nam cũng là cầu. Cầu không được thì thần hồn điên đảo, thậm chí trong giấc mộng vẫn còn truy cầu, thân tâm không yên. Không ích kỷ tự tư thì không phạm giới vọng ngữ. Tại sao phải vọng ngữ? Bởi vì muốn bảo vệ lợi ích riêng tư của mình, cho nên đi đến đâu thì gạt người và nói dối đến đó. Nếu mình không ích kỷ, dù ở đâu mình cũng có thể nói lời chân thật và không có chút hành vi lừa dối nào. Không tư lợi thì không phạm đến giới rượu. Người uống rượu cho rằng uống rượu có thể làm cho máu huyết lưu thông, có lợi cho thân thể, nhất định sẽ được mạnh khỏe. Như người say cảm thấy nhẹ nhàng lâng lâng như đã thành thần, thành tiên. Đó đều là vọng tưởng của người uống rượu. Họ đang bị sự tự lợi tác quái đấy. Không vọng ngữ. Trong năm điều kể trên đã bao hàm luôn cả vọng ngữ rồi. Tuy nhiên, vì để mọi người đề cao cảnh giác, tôi đặc biệt nhấn mạnh đến chỗ xấu xa của vọng ngữ. Bởi vậy, tôi mới nhắc nhở thêm mục này. Nếu như ai nấy đều thật sự không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, thì xã hội nhất định sẽ được an ninh, gia đình nhất định sẽ được hạnh phúc. Nếu người trên thế gian chịu nghiêm chỉnh giữ gìn năm giới, không có những hành vi như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ và nghiện rượu, thì họ sẽ không có phiền não, không có lo nghĩ, ưu sầu. Cho nên nói, lục đại tông chỉ này là pháp môn tối diệu, lại cũng có thể nói là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải tố nhân chân thật nghĩa. Tức là pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, nay con thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu chân nghĩa cách làm người. Tôi xin nói thêm một câu nữa, như thân làm Phật tử, mức độ thấp nhất là phải nghiêm giữ năm đại giới cơ bản này và thực hành theo một cách triệt để. Như vậy chúng ta mới được an lạc và tự tại. Giả như năm giới này mà không giữ được, thế thời 250 giới của tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni lại càng khó giữ hơn. Cho nên, tại rừng Ta La Sông Thọ, lúc Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sắp nhập Niết Bàn,
Ngài đã nói với tôn giả A Nan rằng: lấy giới luật làm thầy. Do đó, chúng ta biết rằng giới luật thật là trọng yếu biết bao. Giảng ngày 7 tháng 7 năm 1986. Phận chuyển càn khôn thủ trì giới luật. Dù hiện nay đang là thời kỳ mạt pháp, nhưng các Phật tử nên phát khởi tinh thần và lập chí nguyện kim cang bất hoại của mình, ngõ hầu chuyển mạt pháp thành chánh pháp. Chúng ta nên làm một người Phật tử chân chánh. Nếu mọi người đều chân thật làm theo, tức sẽ chuyển được mạt pháp thành chánh pháp. Còn nếu tín đồ Phật giáo không biết nhận thức, không thật tâm hành trì Phật pháp, thế thì ngay cả chánh pháp cũng sẽ chuyển thành mạt pháp. Vì sao vậy? Vì hễ người chánh thì pháp sẽ chánh, người nghiêng lệch thì pháp cũng sẽ nghiêng lệch. Người nghiêng lệch là người không đi theo con đường chánh lộ, họ không giữ giới luật nhưng lại đi tìm chỗ sơ hở của giới luật. Cũng giống như pháp luật là để duy trì an ninh cho xã hội, nhưng có một số người chuyên tìm kẽ hở của luật pháp để làm những việc phạm pháp. Như vậy, ngay cả pháp luật cũng không còn tồn tại, cho nên thế giới mới bị ảnh hưởng mà bại hoại. Thân là Phật tử, nếu chúng ta không thật lòng vì Phật giáo mà nỗ lực công tác và hy sinh, thế thì Phật giáo làm sao phát dương quảng đại cho được? Chúng ta muốn phát dương Phật giáo, chứ không phải muốn học mấy bài chú, học có được thần thông, học mật tông, hoặc học những thứ kỳ quái lạ lùng, hoặc học quỷ nhập thân, lên đồng, hoặc học vẽ bùa, vẽ ngải. Cho nên, điều trọng yếu nhất là phải học giới luật của Phật đã lưu lại. Nếu chúng ta có thể y theo giáo điều mà tu hành, vậy là chánh pháp sẽ trụ thế. Nếu ai nấy cũng không giữ giới luật của Phật thì đó là mạt pháp. Vì nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo ra. Cho nên pháp là ở ngay trong tâm con người. Tại sao con người lại đi đến thời kỳ mạt pháp? Bởi vì nhiều người phạm giới, ít kẻ giữ giới. Người biết giới luật thì nhiều, nhưng kẻ hiểu rõ giới luật thì ít, nên khiến người ta mơ hồ lẫn lộn. Quý vị bảo là người đó hiểu rõ, nhưng ông ta lại không hoàn toàn hiểu rõ. Nếu quý vị nói ông ta không hiểu rõ, nhưng ổng lại biết chút ít ở bề ngoài, chỉ hiểu lơ mơ một phần nào đó thôi. Giới luật là gì? Là chỉ ác phòng phi, tức là dừng ác ngăn lỗi, là giúp chúng ta không làm mọi điều ác và ngăn ngừa tất cả lỗi lầm. Cũng tức là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, không làm các việc ác mà làm tất cả việc lành. Mọi người đều hiểu năm giới của Phật dạy là trọng yếu. Vả lại, giới luật cũng có mối quan hệ thân thiết với mỗi cá nhân chúng ta. Nếu quý vị giữ quy củ, không phóng dật, buông lung, tức là tự tánh của quý vị đang gia tăng thêm trí huệ. Giữ giới luật thì có thể phát sanh định. Một khi sanh định, tức là có trí huệ. Nếu không giữ giới, thời không có định, mà hễ không định thì sẽ không có trí huệ. Giữ giới ví như bầu trời quang đãng, vạn dặm không gợn mây. Nếu không giữ giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, làm bậy nói càn, đó cũng ví như trên không trung đang trong sáng lại xuất hiện đám mây đen. Hễ một khi mây đen xuất hiện thì nó sẽ che khuất mặt trời. Vậy là quý vị sẽ không thấy được ánh sáng. Không thấy được ánh sáng quang minh, đó chính là đen tối hắc ám. Mà hắc ám chính là ngu si vô minh, đến nỗi mất cả thân người, rồi chui vào bụng heo làm heo, vào bụng trâu làm trâu, vào bụng ngựa làm ngựa. Đó đều là do những thành tựu khoa học, những thành quả của sự thí nghiệm trong công xưởng hóa học của tự tánh con người. Người giữ giới là người thanh tịnh được tự tánh và quét sạch hết cái đen tối trong tự tánh. Người không giữ giới, thời sẽ có trùng trùng vô tận những đám mây đen.
một ngày không giữ giới là một ngày sanh thêm nhiều mây đen. Người không giữ giới bởi tự tánh của họ đang sanh mây đen ô nhiễm. Nếu quý vị không giữ giới luật thì đâu phải là người khác bị thương, mà chính tự tánh của quý vị bị thương tổn đấy. Cho nên quý vị nhất định phải nghiêm trì giới luật. Quý vị có thể giữ giới được thì là chánh pháp, còn không giữ giới tức là mạt pháp. Giảng ngày 9 tháng 7 năm 1986. Không được lấy công để báo thù riêng. Trong giáo lý nhà Phật, đối với người hoặc đối với sự việc, chúng ta đều nên dựa vào tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả để làm căn bản. Khi xử lý việc gì, chúng ta có thể dùng hai cách, chiết và nhiếp. Ví như một vị tỳ kheo có tánh xấu ác thì mọi người có thể mặc tẩn, bỏ mặc ông ta, chẳng màng để ý đến ông ta nữa. Đó là đối với vị tỳ kheo cực kỳ khó giáo hóa. Nếu có số tỳ kheo vì cố ý hay vô tâm phá giới và hủy hoại giáo pháp, lúc đó các vị tỳ kheo trì giới nên đem tấm lòng vô lượng từ bi hỷ xả mà giúp đỡ họ. Nhưng có lúc lại dùng phương pháp khu khiển đuổi đi, như đổi chỗ cho người phạm tội ở riêng hầu để sám hối sửa lỗi thành người mới. Cũng có khi dùng pháp ha trách, tức là la mắng khiển trách một cách nghiêm khắc. Nhưng chúng ta không được lấy chuyện công để báo thù riêng. Chúng ta không thể vì có mối bất hòa với người rồi bèn bới lông tìm vết, cố ý tìm lỗi họ. Chúng ta nhất định phải dùng lòng ngay thẳng, không ân oán, và cũng không đem tâm thiên lệch riêng tư để chủ trì xử sự chuyện công. Nếu lấy chuyện công để báo thù riêng, ví như vừa thấy mặt ông ta là quý vị phản đối ngay, đó là một lỗi lầm lớn, hết sức sai trái. Thí dụ như quý vị thấy người nào đó không hợp nhãn, bèn chém hắn bên phải, búa hắn bên trái, thiếu chút nữa là bổ cho hắn chết để trả thù rửa hận, đó là đại sai lầm. Chúng ta nghiên cứu kinh Phật thì phải đại công vô tư. Chúng ta hoàn toàn vì giúp người mà vận dụng hai phương cách, chiết, nhiếp, hoặc là nghiêm khắc la trách, hoặc dùng lời lẽ mềm dịu để khai đạo dẫn đường cho họ. Đó cũng đều là những phương pháp giúp người. Nhất là khi đến đâu, chúng ta chớ nên nói người này làm như vậy không đúng, người kia làm như thế lại cũng không đúng. Nếu nói vậy là mình đã phạm lỗi nhân quả rồi. Chúng ta nên vận dụng lòng đại công vô tư, từ bi hỷ xả của mình. Nếu biết vận dụng hai cách chiết nhiếp thì ta là thiện tri thức. Nếu ai không biết dùng thì là ác tri thức. Sai một ly thì trật đi ngàn dặm đấy. Không làm sai là hợp pháp, còn làm sai là bất hợp pháp rồi. Mà hễ bất hợp pháp tức là tạo nghiệp tội. Càng tạo tội thì nghiệp càng thâm sâu. Tội nghiệp càng thâm sâu, oán hận càng tăng gia. Đối với Phật giáo, một khi đã kết oán thì tương lai sẽ không thoát khỏi. Tóm lại là bị nghiệp buộc chặt vào thân. Quý vị có muốn tu hành nhưng ma chướng lại tìm đến. Vì sao? Bởi quý vị không công bằng. Nếu mình công bằng, thời tất cả đều tốt lành, đều như ý. Nếu mình không công bằng, thời phiền phức sẽ xuất hiện. Giảng ngày 20 tháng 7 năm 1986. Lòng ích kỷ là tảng đá vướng chân người tu đạo. Người tu đạo như chúng ta dễ phát tâm dũng mãnh, nhưng khó mà lập chí cho vĩnh cửu lâu dài. Đó cũng là nói phát tâm nhất thời ai cũng có thể làm được đến nơi đến chốn. Nhưng nếu ngày ngày mà năng chiếu soi chí nguyện và tông chỉ của mình để làm theo, tức là điều không dễ làm. Bởi vì con người không thể giữ tâm được thường hằng bất biến. Dẫu biết rõ tu hành vốn là việc tốt, nhưng sau một thời gian lâu thì chúng ta lại giải đãi lười biếng. Chúng ta quên mất tâm đạo, rồi để lòng tự tư ích kỷ của mình nắm hết quyền hành.
Người tu đạo nếu dứt trừ được lòng ích kỷ thì sẽ không có vấn đề gì và phiền phức gì cũng không còn. Nếu quý vị không có tâm ích kỷ, quý vị cũng sẽ không tranh, sẽ không tham và sẽ không có mong cầu. Quý vị cũng sẽ không có cái ngã to lớn, cũng sẽ không nghĩ đến lợi lạc cho riêng mình và càng sẽ không vọng ngữ. Vì sao chúng ta có quá nhiều tật xấu như thế? Là bởi cái tâm tự tư ích kỷ tác quái đó. Kẻ thù của người tu đạo là ai? Thật ra, kẻ thù thật sự không phải là ma vương, mà là tâm tự tư ích kỷ. Tâm ích kỷ của mình chính là ác tri thức của ta. Nó khiến cho chúng ta quên mất tâm đạo. Một khi lòng ích kỷ riêng tư nổi lên, nhất cử, nhất động, từng lời nói, từng việc làm của mình cũng đều là ích kỷ. Bởi vậy, mình làm việc gì cũng không thành công, làm chuyện gì cũng bị hư hại. Mà nếu có thành công thì cũng là hư vọng, bởi sự thành công đó không phải là mình đạt được từ trí tuệ, công đức chân thật. Con người vì sao không có trí tuệ chân chánh? Cũng bởi có lòng tự tư, ích kỷ, cho nên từ thủy tới chung, người ta không thể đạt được trí tuệ chân chánh. Thời gian lâu dần, người tu hành bị thối lui tâm đạo, rồi quên mất chí nguyện phát tâm ban đầu của họ. Cho nên họ cứ trì kéo, dây dưa không dứt khoát hẳn hoi. Đó chính là đại chướng ngại của người tu đạo. Đại chướng ngại đó từ đâu mà sanh ra? Là từ lòng ích kỷ phát sanh. Nếu quý vị có thể giác ngộ được những câu nói trên và đuổi mấy con trùng lười biếng giải đãi chạy hết, như thế quý vị sẽ đạt được mối thu hoạch to lớn. Giảng ngày 28 tháng 7 năm 1986.